Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dư Thanh Tần Hắc Tâm, chương 6078 đến chương 6087. Cả Trấn Sương vẫn là câu mày đấy ra, nhưng ta vẫn không yên tâm. Ta luôn cảm giác tiểu tử khốn kiếp kia vẫn còn sống. Cao Tạ cười lạnh nói ra, tiểu tử kia thực lực chỉ là hơi cường đại một chút mà thôi. Có thể là vì hắn là một ma tu, cho nên thân thể tương đối giỏi chịu đòn. Ngươi lại còn coi hắn là thần minh rồi sao? Nếu hắn thực sự thần kỳ như vậy, nên không có khả năng bị ta giết giống như một con chó chết. Ngươi đừng quên, phía dưới vách núi này có tên là Tử Vong Cốc. Coi như Diêm Vương có rơi xuống cũng phải chết. Từ trước kia, hắn cho dù có lợi hại, cũng có khả năng có cơ hội sống sót. Mà lại, bên trong Tử Vong Cốc có các loại giả thú hùng mạnh, thực lực kinh khủng. Tiểu tử kia một khi rơi xuống sẽ trở thành một đống thịt vụn, không sẽ bị những mãnh thú kia ăn sạch. Những võ giả xung quanh cũng lập tức khuyên nhủ: các thành chủ, tiểu tử kia đã chết chắc rồi. Uy hiếp của Huyền Vũ Thành chúng ta đã bị tiêu trừ. Vách núi cao như vậy, coi như tiểu tử kia là thần tiên, không có cách nào có thể sống sót. Không sai, chúng ta mau trở về đi, tranh thủ thời gian chữa lành thương thế. Tiểu tử kia không có khả năng còn sống sót. Phía dưới Tử Vong Cốc này không còn ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, chúng ta nhanh trở về thôi. Tại trong mắt những cường giả này, cho dù không nhìn thấy Dương Thanh bị giết chết ngay tại trước mặt, nhưng mà hắn cũng cho rằng từ nơi này nhảy xuống nhanh chóng tuyệt đối hắn là phải chết không thể nghi ngờ, không ngừng thuyết phục Cao Chính Xương. Giờ phút này bản thân từng người bọn hắn đều bị trọng thương, chỉ muốn trở về càng nhanh càng tốt, chữa lành thương thế, tiếp tục ở lại nơi này lâu thêm một phút đồng hồ. Trong lòng bọn hắn đây sẽ có một cổ cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, luôn cảm thấy từng cơn gió lạnh càng quét xung quanh. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói Dương Thanh nhất định đã chết rồi, nhưng bên trong nội tâm của bọn hắn vẫn sẽ hiện lên một loại cảm giác sợ hãi. Dương Thanh là đột nhiên từ dưới góc bay lên, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. Đây có lẽ là do bóng tối quá lớn mà Dương Thanh lưu lại tại trong lòng bọn hắn. Thế nhưng Cả Trấn Sương lại giống như bị phát điên, hai mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, điên cuồng lắc đầu nói ra, không, ta nhất định phải tìm ra thi thể của hắn, để xem như rồi chết ta cũng phải đem thịt vụn của hắn tập hợp lại, ta nhất định phải nhìn thấy tận mắt hắn đã chết đi, tôi đỡ không thể cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ để hắn biến mất tại dưới mi mắt của ta, không được, nhất định phải tìm ra hắn. Mặc kệ những võ giả khác thuyết phục như thế nào, thái độ của Cao Chấn Xương vẫn kiên định như cũ, nhất định sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn như Dương Thanh đã rớt xuống Tử Vong Cốc, hắn cũng phải tìm được thân thể Dương Thanh. Đám người đều bất lực trước Cao Chính Xương, không ít võ giả đều tỏ rõ thái độ, nên như Cao Chính Xương nhất định phải tìm bằng được thi thể Dương Thanh, vậy nên tự mình đi mà tìm, bọn hắn muốn trở về. Thế nhưng Cao Chính Xương đã trực tiếp uy hiếp mọi người tại đây, bất cứ người nào cũng đều không được phép rời đi, tất cả nhất định phải đi cùng hắn đi tìm kiếm. Đám người tức giận không thôi, thế nhưng phía sau Cao Chính Xương cuối cùng còn có sự tồn tại của Cao Tà, bọn chỉ có thể nén giận không thể không đáp ứng. Bởi vì có một võ giả tại sau khi thái độ 10 phần kiên định nói hắn không đi, Cao Tà liền trực tiếp bẻ gãy cổ võ giả kia, nháy mắt liền chấn nhích những võ giả còn lại. Cao Tà cũng không yên tâm giống như vậy, nếu Cao Chính Xương đã bắt tất cả mọi người phải xuống đáy cốc tìm kiếm thân thể Dương Thanh thì đây vừa vặn cũng là ý định của hắn. Sau đó một đám võ giả bản thân bị trọng thương tại bên rìa vách núi kiểm tra xác nhận rõ Dương Thanh đã rơi xuống để đi đường vòng tiến về phía đáy cốc. Bọn đi suốt một ngày một đêm, băng qua vô số khu rừng rậm rạp, giết chết rất nhiều giả thú, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đi vào đáy cốc. Thế nhưng là ngoài trừ một số mảnh vụn quần áo và vết máu của Dương Thanh dưới đáy cốc, căn bản không hề tìm ra được thi thể của Dương Thanh. Thấy cảnh này, đám người lần nữa hai mắt trợn tròn. Cảm xúc của Cao Chính Xương cũng dần dần mất đi khống chế. Điều hắn lo lắng nhất chính là nhìn thấy cảnh này. Tại trên đường tới đây, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, nhất định phải nhìn thấy thi thể Dương Thanh, sau đó sẽ tự tay đem thi thể Dương Thanh triệt để phá hủy. Thế nhưng là hắn có nằm mơ để không nghĩ tới, thi thể Dương Thanh vậy mà không có chút tung tích gì. Cao Tà cũng châu mày, hắn vốn cho rằng Dương Thanh sẽ rơi thành mảnh vụn. Nhưng bây giờ, ngoài trừ vài mảnh vụn quần áo cùng vết máu lưu lại, căn bản không hề nhìn thấy thứ gì khác. Chuyện này tại sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này trước đó là giả chết, cố ý rơi xuống vách núi đúng không?
Tức như là vách núi này cao như vậy, căn bản không có cơ hội sống sót ra. Cho nên thì tôi kia thực sự là một ác ma hay sao? Rơi xuống tới tử vong cốc còn có cơ hội sống sót được sao? Nếu như hắn thực sự không chết, về kết quả của chúng ta coi như sẽ thảm. Cái kia thực sự quá mất quỷ dị, quả nhiên là một tên yêu nghiệt mà. Các cường giả Nguyễn Thành cảm giác sợ hãi trong lòng lập tức tăng vọt. Bán hiện tại đứng ở chỗ này, toàn thân bất giác bắt mồ hôi lạnh. Luôn cảm thấy Dương Thanh rất có thể sẽ đột nhiên giết ra. Ánh mắt không ít người vô thức nhìn về bốn phía chung quanh. Ánh mắt cả chứng xương lập tức lạnh như băng, quét qua các cường giả Nguyễn Thành ở đây cả dập đỡ ra. Các người để rất hy vọng tên tư kia còn sống hay sao? Cả chứng xương vốn là lo đắng, tìm không thấy thi thể Dương Thanh. Kết quả hiện tại quả nhiên không nhìn thấy thứ gì khác lạ mà bọn gia hỏa này ở đây nói lại lời hắn không thích nghe nhất tệ. Nếu như không phải là vì thực lực không cho phép, cả đứng xương đã sớm thắt gì không được bóp chết mấy cường giả Huyền Thành nói cho Thanh còn sống kia. Các cường giả Huyền Thành lập tức ngậm miệng. Ánh mắt không vui của cả đứng xương là nhìn về phía Cao Tà, hiển nhiên lại đang thầm trách cứ Cao Tà. Cao Tà tiên sinh, ngài không phải là nói tiểu tử kia hắn phải chết không thể nghi ngờ sao? Hiện tại cô nên cho ta một lời giải thích ta. Với cái vậy Cao Tà nhíu mày, hắn cũng vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn làm sao có thể biết được thi thể Dương Thanh lại bị mất như vậy được chứ? Cao Tà trong lòng cũng mười phần ngưng trọng, dù sao thì trước đó phải chăng một kích kỳ của mình thật sự đã đem Dương Thanh giết chết hay không, chứ hắn không thể nào xác định được. Giờ phút này Cao Tà chủ thể tùy tiện tìm ra một lý do giải thích. Mà đất nơi này đầy đầy dấu chân mãnh thú, thì tới kia tức có khả năng đã sớm bị mãnh thú ăn thịt. Chúng ta thật khi hắn rơi xuống vách núi đuổi tới nơi này, dưới tắc cũng đã qua một ngày, mùi máu tươi của hắn đương nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều hung thú. Hiện tại tìm không thấy thi thể, điều này cũng rất bình thường. Suốt đường chúng ta chạy tới không phải cũng đã gặp rất nhiều mãnh thú hay sao? Tại tử vong cốc này thời gian trôi qua một ngày một đêm, làm sao thể lưu giữ được một cổ thi thể, người không cần lo lắng quá mức. Ngay vậy Khả Chính Sương không tốt mà nói thêm gì nữa, chỉ thế âm thầm thuyết phục chính mình hy vọng thực sự là như vậy. Mà Mã Thế Long kia trước đó mặc dù vẫn nghĩ Dương Thanh còn sống, nhưng là bây giờ Dương Thanh rời xuống vách núi để biến mất, Mã Thế Long không hy vọng Dương Thanh còn sống sót. Nếu như Dương Thanh còn có cơ hội chạy trốn, vậy sau này tất nhiên sẽ đi tìm hắn báo thù. Như vậy kết quả không những không thể từ trong miệng Dương Thanh biết được thảo dược kia đang ở nơi nào, ngược lại còn mất đi tính mạng. So với tăng cao tu vi, thì để thay người trở thành một cường giả chân chính thì bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất. Chính vì vậy Mã Thế Long cũng lập tức nói với Khảo Chính Sương: "Các thầy tiên sinh nói không sai, thế thể Dương Thanh tiểu tử kia sớm đã bị mãnh thú ăn sạch. Vách núi này cao như vậy, hắn tất nhiên sẽ bị nền thành mãnh vụt, hấp dẫn mãnh thú kéo tới là rất bình thường. Ngươi nhìn nơi này đi, dấu chân mãnh thú đầy đất." Mã Thế Long mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đó chẳng qua cũng là hắn tìm cái cớ để xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi.